DJ. Rồi, 9.8 triệu banh luôn rồi. Sao anh Hồ chuẩn bị ra ruộng mà lỗ ý kiến rồi. Anh Hồ là đơn vị tổ chức, bữa nay đoàn nhà mình sẽ đi gặt lúa giùm cho nông dân phải không? Nghe nói lúa sập nhiều, anh dắt đội đi phải không? Đi chỉ tìm kho báo anh. Ủa chứ nãy giờ anh thấy anh nhổ lúa gì, cắt lúa gì, đập lúa luôn. Vui không các bạn? Đây là team máu đen nha. 1, 2, 3. Rồi, ok, quơ giùm mình cái nha. Oh. Rồi, anh em ta. Rồi. Lá cam, lá cam. Lá cam cái nữa đi. Bay đi lá cam. Phát pin hả? Vậy là tụi em được ăn sáng hả anh? Được ăn sáng. Sáng giờ tụi em diễn nhiều đó được em không anh? Trời ơi cảm ơn anh nhiều lắm. Follow men lãnh lương. Được ăn rồi, được ăn mấy đứa ơi. Bữa nay tụi mình đã tập kết ngay tại thành phố Cạch Giá. Sáng hôm nay tụi mình phải thức thật sớm, tiến hành thể dục nè, rồi phân chia đội nè, chuẩn bị đi xuống bến tàu để đi ra đảo. Bên kia cây cầu chính là bến tàu Gạch Giá, nhưng tụi mình sẽ không xuống từ bến tàu này. Bến tàu này không có đi ra cái nơi tụi mình cần đi, đây chỉ đi Phú Quốc nè, Hòn Sơn hay là Hòn Tre, Nam Du gì đó. Còn tụi mình hôm nay sẽ đi khám phá ba hòn đầm. Tụi mình sẽ phải di chuyển một đoạn đường để đến được bến tàu Hòn Trong. Rồi tỉnh ngủ rồi cả nhà ơi, tới rồi, cho ăn no có tí xíu lên xe ngủ hết trơn. Cái cô này nữa đăng ký cho ngồi kế tài xế mà ngủ không à, tài xế nhìn muốn ngủ theo luôn. Tụi mình đã di chuyển trên 70 cây số anh em, xa ơi là xa luôn, từ thành phố Rạch Giá. Bây giờ mình đang đến xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Tụi mình đang bò lắc lư để đi vào cái bến tàu á các bạn. Bên tay trái mình á thì những chiếc ghe lưới đang đậu tấp nập luôn. Còn bên tay phải mình thì một cô gái rất là xinh đẹp luôn. Oh. Còn ở sau lưng mình thì những chàng trai quá đẹp trai. Rồi tới rồi ha, bây giờ mình tắt máy chút xíu, nào đòn mình lại đủ mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. À, dạ anh ơi cho hỏi mấy người anh. Anh có cần dịch vụ tươi mát, tắm biển, tắm tiên gì em có đầy đủ anh. Có lau chùi súng ống được không anh? Ở đây có lau súng luôn anh. Thì tụi mình đã dừng chân ngay tại phòng vé của chú đây để tiến hành mua vé. Ôi giờ tụi con gửi xe ở đây được luôn hả chú ha? Dạ. Giá gửi xe mắc không chú? Tại xe con mướn đó. Không, bây giờ vô đây là cứ đậu thoải mái. Gì hả? Đậu ngày mai mốt đi về cũng được. Dạ. Đã 4 chỗ là 40 ngàn. Dạ. Từ 5 chỗ đi tới 16 chỗ. Dạ. Mỗi chiếc 50 ngàn. Trời ơi, mấy ngày cũng được luôn. Mấy ngày. Trời ơi, dễ thương gì? Các bạn ơi, quá tuyệt vời. Thì cái đơn vị khai thác ở đây là công ty Tiến Triển. Ồ nghe cái là phải tiến triển rồi đó chú. Quá đã các bạn. Vậy mình cho xe vô đi bạn để kẹt đường không? Khoảng 10 chiếc đó chú. Em ơi bên kia ta cần tươi mát rồi, bên em có cần những cái nam nhân người ta khiêng người ta bợ xuống tàu đồ á. Cái thằng dịch vụ đó. Bế em xuống hả? Bế em xuống à? Dịch vụ bao nhiêu vậy? Hả? Dịch vụ bế xuống hình như vậy? Nếu mà đẹp đẹp thì anh miễn phí. Là tốt anh bo lại thêm nữa. Rồi. Sao là anh thấy luôn. Ờ, chào chị Dung nghe. Dạ. Dung, Dung hay Nhung? Dạ Dung ạ. À. Ừ Dung dễ thương quá à. Người ta tìm áo đen không à, tự nhiên mặc áo khác màu. Coi làm sao coi được đó làm nghe. Bây giờ mình sẽ nhìn bà con làng chài chúng ta chuẩn bị tàu bè cho những chuyến ra khơi. Đẹp quá các bạn. Kiên Giang là một cái tỉnh mà quen biển của miền Tây, cực kỳ phát triển về cái nghề đánh bắt hải sản. Đây là những con tàu cao tốc nè.
nghe nói hồi tụi mình sẽ đi tàu cao tốc như vậy để ra Ba Hòn Đầm. Thì ngay cái Kiên Lương này có hai bến tàu, các bạn có chừng lộn. Lúc trước mình đi Hòn Nghệ là đi bến tàu ở Ba Hòn á, ngay trung tâm của Ba Hòn. Còn bây giờ muốn đi cái Ba Hòn Đầm là phải đi bến tàu, đây là ở xã Bình An. Thì người ta gọi là bến tàu Hòn Trong hay là bến tàu Bình An. Từ ngã ba đó đi vô đây cả chục cây số luôn nha các bạn, có chừng lộn. Nãy team mình cũng đi lộn ra bến tàu kia nằm ngay quốc lộ 80 luôn. Còn bến tàu này là nằm ngay trên đường đi vào Chùa Hang á, khu vực Chùa Hang, Hồ Phụ Tử đó các bạn. À, theo lệnh của anh Đạt đây thì chúng ta sẽ chuyển hết tất cả những hành lý xuống tàu được rồi hả? Mình có thể giúp anh Đạt bằng những cái món này không? Ồ, Đạt đẹp trai mà ga lăng nữa mà ế tội nghiệp vậy. Có gậy chưa, nó thiệt cho nghe ơi. Có gậy rồi hả? Mới có à các bạn ơi. Giờ nào đổi nữa? Tháng đổi mấy đứa? Chết luôn. Rapper các bạn. Để mình ra ngoài mình quay bằng Đạt hát cho các bạn nghe. Đó không? Ga lăng chu đáo không? Dễ thương không? Phúc Kích 3. Ủa hay quá. Rồi quay luôn đi. Quá dữ. Rồi rồi live stream luôn nó nói gì đó nói. Quá dữ. Giới thiệu mọi người đi, bạn là ai? Xin chào, em là một người giống mà. Người sao? Miro đây nè. Miro. Ủa mở vô chưa? Miro đây hả? Chết mù. Pocket 3. Đúng rồi, DJI Osmo Pocket 3. Ừ, đây. Quay lại cái cam, quay cái cam. Bấm ba cái hoặc là bấm lên đó. Ê. Hai anh em. Đẹp trai quá. Bây giờ xếp bồng thì không khóc, hồi sáng ai bồng đó thì khóc. Đó là sự khác biệt giữa trai đẹp. Chưa đã chưa? Mốt theo team mình nha. Ồ xe mình vô nữa rồi kìa. Đây, xe của ship. Anh em ơi, ship tới anh em ơi. Dạ, em mời ship Hồ xuống á. Chào anh. Dạ, em chào ship Hồ. Ủa, làm gì đâu, tay sách, tay bỏ. Trời ơi, anh thấy không, em là nhiệt tình chu đáo với team luôn á. Đậu xe dọc đây giúp em nha. Dạ. Anh xuống cái đi rồi, em có trả tiền gửi xe rồi. 600. Rồi, chút xíu em gửi lại nha. 600, chiếc anh là 600 nha. Mấy cái ba lô bên xe của em là của... Ê xin lỗi, dạ. Đây, em xuống hết luôn. Rồi tụi em sẽ cùng chung tay mang đồ xuống tàu các bạn. Đây, những chiếc tàu cao tốc khổng lồ. Quá trời bự luôn. Anh ơi, tàu mình sức chứa bao nhiêu người anh? 30 người. Đoàn mình 31 người, anh ở trên bờ luôn đi nghe anh. Rồi, lại quên mở Migo rồi. Nãy giờ âm thanh nó hơi kỳ. Bây giờ âm thanh nó im lại đó các bạn. Migo rồi. Ôi đã quá. Chúng ta sẽ sắp có cái chuyến đi du lịch kỳ thú cùng với team của ship Oppo đen. Trước giờ mình đi với team này rất nhiều nhưng mà không có giới thiệu về đơn vị các bạn. Thì cũng chân thật giới thiệu các bạn, đây là nhóm anh em của công ty điện thoại di động Oppo. Đây là những anh em thợ kỹ thuật viên sửa chữa trạm bảo hành đó. Đây là nhóm của team miền Tây 2. Miền Tây sẽ chia làm 2. Chào bạn này quen nè. Tính phải không? Tính Phú Quốc phải không? Bọn đi Hòn Sơn về người ta kiếm quá trời luôn, mấy bạn gái kiếm quá trời luôn. Đẹp trai giá mang luôn, cao, đẹp nữa nè. Trời anh Huy. Huy má mì lúc nào cũng gì các bạn ơi. Hay quá anh Huy ơi. Thiên giác mua sắm, sắp xếp tour đồ đó là anh Huy không đó các bạn. Rồi, như vậy là team mình xuống cái xe này nữa là đủ đó anh. Ủa vậy là team em xuống đủ là đò đi không anh? Không có đợi luôn. Dạ. Ủa vậy là tụi em phải liên hệ đặt trước tàu của anh không hay là lại đây mua vé là đi? Lại đặt trước nó khỏe hơn. Đặt trước hả? Tức là ở đây là nhiều chiếc tàu, là nhiều chủ khác nhau hả? Dạ đúng rồi. À, ví dụ như đó là Thiên gì Minh Hậu. Thiên Minh Hậu. Còn anh là gì? Hòn Đầm Đước. Anh là Hòn Đầm Đước ha. Còn nhiều tên bên kia nữa cái không? Cũng Thiên Minh Hậu luôn mà nó riêng chủ. Dạ riêng chủ. Như vậy là muốn liên hệ đặt tàu ra ba Hòn Đầm thì liên hệ tên tàu là Hòn Đầm Đước của anh. Số điện thoại gì ta? Cái sau lưng điện thoại đây, sau lưng hả? Đây. Du lịch Hòn Đầm Nước ha. 0983 336 844. Ủa như vậy là trên Hòn Đầm Nước là của mình có cả khu du lịch luôn hả? Dạ có. Thì dạng như mình tham quan rồi mình lặn ngắm san hô với mà trời trong á. Thì có, hoặc là mình mò sò. Đầy đủ hết. Rồi chỗ của anh có nhà nghỉ được trên đó luôn? Có nhà nghỉ. Hòn Đầm Nước luôn ha. Rồi, đúng rồi. Đã ta, vừa có khu du lịch mà vừa có tàu nữa. Cái tàu của em là chỉ phục vụ nghiêng về là đi qua hòn của mình thôi. Còn những cái tàu như là Thiên Minh Hậu sẽ đi những hòn khác nữa. Ngoài đó chắc nhiều hòn lắm hả? Nhiều hòn lắm. Nó là cái quần đảo Bà Lụa đó. Đúng rồi, quần đảo Bà Lụa. Nhiều lắm ha.
như là muốn ra ba Hòn Đầm anh chơi á, là phải bao chiếc tàu anh đi, hay là nếu mà em hứng hứng em đi ít người á? Ít người thì tầm phải 10 người trở lên, còn nhỏ quá mình phải dưới 10 người thì mình phải thuê nguyên chuyến tàu. Tại vì mình đi, tại vì mình này đi cái tàu xa với lại chi phí nó cao lắm. Mình không có đi dạng một hai người mình chở được. Như vậy là mình đâu có chạy cái thời gian cố định ở bến này hả mấy anh? Như có ai đặt mới đi thôi. Không, tiếng này không phải tiếng cố định. Tiếng chỉ phục vụ du lịch trên hòn thôi à. Dạ. Có khách mình mới chạy. Ủa gì bữa nay đoàn nhà em mình có đoàn nào khác kết hợp không? Có nhóm 4 khách kết hợp. Ồ, hên quá ha. Tại vì mùa này vô bắt đầu vô mùa bão á nên khách cũng bớt bớt xíu. Chung đoàn phải không? Chung đoàn ngồi chung như nào mình dễ nói chuyện á, mình có sợ sạo người ta không có chửi. Thì mọi người sẽ mặc áo phao. Anh ơi, mặc áo phao vô nhé. Dạ dạ. Quay em nói em chưa có vợ chưa gì hết, cần người phụ giúp gì đó. Thì quay em nói em gì ha. Dạ, cần người giúp việc nhà phải không? Không, cần người hỗ trợ giúp này giúp kia. Dạ, giúp đỡ vét á. Đây đây đây. Gì căng thẳng quá vậy anh Hồ? Quên trả tiền tàu hay gì mặt căng quá vậy? Lẽ bội thôi, trong lòng nó đâu căng gì đâu. Gì hả? Nhìn mặt em sao căng được. Hỏi lén cái đi, mình không chia sẻ với mọi người đâu. Giá vé vậy làm nhiêu tiền vậy? Giá vé hả? Vé tàu á. Này mình thuê nguyên chiếc tàu mà. Nhiều gì? Thuê nguyên chiếc tàu. Thuê nguyên combo ngoài kia luôn ha. Combo ngoài kia, thuê hết tất cả mọi thứ, nói chung là thuê nguyên cái đảo ngoài kia đó. Dựa vào nhân. Dạ chú ơi. Sắp tới cái giá sợ lộ các bạn, cái ảnh giả bộ nó cũng thổi ra liền. Giá gì nè, bây giờ là nhanh lên, nhanh lên. Ông lấy tàu ông quạo rồi kìa. Vợ ông đợi, vợ ông đợi vậy ăn cơm chưa? Tới cử rồi. Come on. Let's go, let's go. Bốn vị khách cuối cùng. Xong rồi, nhổ neo bắt tài ơi. Còn người thiệt, còn người. Từ từ, nhảy lên. Từ từ nha, giữ lại thận ơi. Trời ơi, nhanh lên. Hết chưa? Rồi ok, đến đường. Rồi, xin lỗi thằng. Cho anh quay cái này cái thằng ơi. Ủa, tàu đã rời bến nha các bạn. Biết em tên thằng luôn hả? Biết chứ, trời trời. Anh với chị em quen. Hả? Bữa nào về nhắc bả nói gặp anh trên tàu nha. Nhìn méo như mày. Ôi, tàu vô anh em. Thì để chuyến đi được vui vẻ hơn, chúng ta hãy trả tiền tàu đi. Vé 50. Mới trả 250 mới đòi quay lại đó. Tiền giữ xe hả? Ừ. Giờ chiếc 50 ghẻ chứ bộ. 50. Đi mấy ngày cũng được trơn á. Dòng gái dễ đậu. Dễ đậu. Ví dụ ra ngoài mà có bị cấm biển rồi đó, mình ở ngoài không bị đóng tiền xe thêm. An toàn hay không thì chưa biết. Dạ, chắc an toàn mà. Ngày đi mấy chuyến thận? Nếu mà cũng tiền ngày. Giống như hôm nay thì có hai chuyến à, đưa anh ra ngoài rồi rước đồ ngoài vô nữa là coi. Tại vì cũng vô mùa bão với mùa đi học á cũng ít. Rồi bình thường nhà ở đâu, nhà ngoài trong đây? Dạ nhà em ở trong đây nè. Trong đây hả? Em còn đi học chứ ra đây phụ chú là thứ bảy chủ nhật lễ Tết rồi à. Làm thêm á. Dạ làm cũng lâu rồi. Kiếm tiền mua trà sữa cho bạn gái phải không? Chưa hồ luôn. Này có tương lai lắm nha. Nào ông Thửng nó đi học mà vô mày làm lơ thế nè. Rồi để mình vô trong mình coi cái mấy bạn trong kia sao rồi. Tạo quá. Tụi mình đang ra cửa biển rồi đó các bạn. Cảm ơn anh cho em nhìn cái cho biết. Cửa này cửa gì anh? Cửa gì anh Tý? Cửa Hòn Trong phải không hay là cửa gì? Không phải, cái này là bến Tiến Kiển thôi ạ. Này đây là một cái cửa biển nè. Dạ, cửa không? Cửa Bình An. Cửa biển Bình An đi. Mình đặt không vậy luôn đi. Đúng rồi, vậy đúng rồi đó. Rồi mấy cái hòn nhỏ nhỏ trước đó có tên không anh? Có hết. Có hết dạ. Mà không có phát triển du lịch ha. Tại vì nó gần bờ quá, cái lượng nước phù sa ra là nước nó không được sạch. Dạ, đúng mình rồi. Càng ra xa thì nước mới trong được. Dạ, ở quê em biển cũng đục gì đó. Dạ. Đây là con tàu cao tốc nha các bạn. Anh ấy đang lái như là lái một chiếc ô tô vậy đó. Ở trên bờ thì em thấy súp beo á anh. Anh có súp beo không? Phải đeo dây an toàn á. Ồ, đã quá, nện rồi. Ồ, nện rồi. Rồi, xin chào tất cả đoàn nhà mình. Anh em ta muốn bể lại nè, bước qua giới hạn. Yeah. Thì xin giới thiệu với đoàn nhà mình, chúng ta đang đi trên chiếc cano nện để trải nghiệm chuyến du lịch đến ba Hòn Đầm. Yeah.
chiếc cadeau này không phù hợp cho những ai bị gai cột sống, bị tim thòng. Bé nó hỏi có cái khác hồng được không? À, tính hỏi tới cái đó đó mà thấy chị lạ em không dám hỏi. Rồi nhà mình hôm nay sẽ ghép chung với bốn vị du khách đây để khám phá ba hòn đồng nha. Xong quá anh Huy ơi. Xong quá bla, em tính là bla là anh em ta là bla là dạ. 25 phút tới rồi. Dạ. Mau vậy anh Huy. Mau hả? Nhanh hơn là hôm sau mình nhiều lắm. Dạ. Mình mới hỏi rồi á thì chúng ta đang tiến về vịnh Hạ Long của miền Tây. Các bạn hãy nhìn ngắm đi. Quá đẹp. Đây là những cái hòn đảo đá vôi các bạn, nhấp nhô trên mặt nước. Người ta lấy đá vôi để làm xi măng luôn á. Xa xa bên kia các bạn sẽ thấy nhà máy xi măng. Ghe nhỏ đó người ta còn dám đi, lẽ em đi tàu bự luôn dám đi. Đúng rồi. Ghe nhỏ đó nó chạy chung kỳ dám đi. Ghe nhỏ xíu luôn á. Ghe biển đánh bắt đó các bạn. Tại vì bốc ngoài ngay trong cái chàm cái cửa nó hơi thổi chút xíu ra đây chim luôn. Ờ, hồi lúc trước anh đi đánh mực bằng cái ghe bị lớn đó, mà ra vừa biển khơi luôn á, anh đi là anh sợ tới già luôn á, ra nửa đêm sống đánh hình anh bò không sợ á. Giờ nhìn lại con ghe đó là nhớ cái bạn trọng ở bên Phú Quốc, con ghe bạn ấy thì các bạn người ta đi đánh ghe lớn mà bạn ấy nhỏ xíu, và bạn ấy mình đêm nào cũng đi trên chiếc ghe nhỏ xíu vậy đó, đi câu mực đêm được có 100-200 ngàn, đi tới sáng mới vào mà phải đi xa ngoài khơi của Phú Quốc. Cái hòn này nè là hòn ghế lớn nè, hồi đó có để cái bảng á, ta đang tạo cái bãi đó. Ờ, đang làm những cái bãi nhân tạo ha. Cái này gì mà không có người ở nhiều ha, núi không ha. Đúng rồi, cái này là dân địa phương. Sắp tới thì cũng đang đầu tư một cái đảo đang thương lượng giá cũng như là chưa cái thành công. Ờ, là muốn người ta sau này là mọi người ra đây là cứ mình lên đảo mình chơi đảo của anh thôi, mình đang thương lượng mua. Vậy anh mua hả? Đúng rồi. Trời trời, để giờ tới đâu nói công ty nào. Vui, ghê. Anh Huy nói là đang thương lượng giá. Vài bữa anh mua đảo này là nửa đưa anh em thẳng ra đó luôn à. Thì em kêu anh đó, cò thôi. Tao chút xe chuyện nha. Ồ, đó hòn gì mà người ta ở dưới vậy? Dạ, giống hòn heo anh. Hòn heo ha. Có điện đồ luôn á. Ồ, hòn heo có điện, hòn heo là ở đó đó. Hòn nghệ đâu? Nghệ như nhìn mặt bên đây hay gì nè. Hòn Nghệ là có Hòn Hoàng Âm mình đi rồi đó. Đây hòn quá trời. Đảo quá, như vịnh Hạ Long thiệt luôn chứ bộ, đẹp quá trời đẹp luôn. Thích quá các bạn ơi, bữa nào mà trời quang mây tạnh á các bạn ra đây trải nghiệm. Nhìn ngắm cảnh đã luôn, tàu cũng đỡ lắc lư như bây giờ. Em nghe nói là đây không phải lần đầu tiên anh dẫn cái team mình ra ba hòn đầm. À, đây là lần thứ tư rồi. À, anh có ăn chia ngoài đó không, anh dắt ra hoài vậy? Không, tại vì thấy cảnh nó đẹp với lại nó thuộc về vịnh Hạ Long của miền Tây nên là cho mọi người có một cái trải nghiệm đó. Ồ, nó tốt. Dạ, tụi em thì người miền Tây chính hiệu rồi. Lần tới anh dắt ra ngoài núi đồi cho tao biết nha. Chứ dắt ra đây hoài, quê nhà hoài. Bây giờ chứ các bạn, thật sự là mình là sinh ra lớn lên ở đây mà lần đầu tiên mình trải nghiệm ở đây á. Miền Tây mình nói chữ miền Tây thôi, thật sự nó bao la rộng lớn lắm. 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long các bạn đi mỗi mòn luôn, đi hoài đi không hết. Mình vô nghề này rồi mình đi bao nhiêu năm nay vẫn chưa dám các bạn. Cũng nhờ anh Quy á, anh Quy là như đầu nậu nhé, như là chúa đảo bên đây, muốn đi đảo nào là liên hệ anh Quy, anh Quy dắt. Sau này anh mở cò du lịch luôn anh Quy. Nói chung làm cho anh em vui thôi, chứ anh em vui là anh vui rồi. Dì à, cò du đảo quá. Quy má mì các bạn. Do má anh bán mì nên anh kêu Quy má mì. Rồi cảm ơn. Nãy giờ anh lựa được hòn đảo nào chưa? Ở đây bán chủ quyền lần chục cái vậy anh mua để dành. Bán chục quá không? Chục 12. Chục 12 à. Xả nước nhẹ em với anh Quy. Tạc nè, tắm mưa. Tạc quá trời luôn. Thận nó sao không? Nó đã biết nó tạc, nó qua để đứng rồi, nó bỏ chỗ đó. Hèn gì, hai mình đứng nói chuyện nãy giờ nó đứng cười không à. Tạc ướt nhẹ hết trơn các bạn ơi. Bạn ý vừa chỉ là phía trước mình là biển nó đang lộ ra cái đường trong xanh này đó các bạn. Còn kia là những cái trụ điện dẫn ra từng hòn luôn. Hòn nào có người sinh sống là nhà nước dẫn điện ra luôn. Đúng là quá chăm lo luôn các bạn. Ồ, sống. Tại mùa này là mùa mưa biển động các bạn. Chứ gặp đi cái mùa kia biển đẹp, ngon lành luôn. Thì đây là biển Tây Nam, chứ không phải là biển Đông nha các bạn. Biển Tây Nam của Việt Nam chúng ta. Ở sao say quá, chịu nổi. Em cũng say đầu thôi. Say hơi. Cái tàu dễ thương quá ha.
Ừ, mấy ông lái tàu khó không chửi nữa. Chú này gái đứng xung quanh không nói gì. Mấy cái gái đứng đứng hình à? Ờ, đứng hình à. Mình lên nó nói không chửi sao, tao chịu được. Ở trên bờ tài xế thì em lấy xe rồi đó là nhiều vợ nhiều ghệ lắm. Dưới tàu không biết gì cũng vậy hết anh. Giống hệt vậy không? Khai thiệt ai nhiều người yêu rồi, nhiều cô người yêu rồi. Cứ một tour là có một người à. Trong khi người ta làm chủ tàu phải nghiên cứu về tàu, anh này ảnh chủ tàu ảnh nghiên cứu về xe, ảnh tính lên bờ rồi đó. Tàu làm thêm rồi, chết xe mà. Chuyên về xe, mình đang nghiên cứu mua xe rồi đó. Còn cô gái này thì có tương lai là đi theo anh lấy tàu luôn rồi đó, đúng không? Cục dây được rồi phải không? Nộp đơn rồi hả? Nộp đơn rồi. Nộp CV xin việc rồi đó. Nữa cục dây ngoài mũi rồi được hết rồi đó các bạn. Mà tối em mới dặn anh rồi, ít ăn ít nhậu, ngủ sớm một chút. Chứ giờ anh xỉn anh chuột chị rồi, nữa là tiền ai thanh toán. Rồi đó, trong khi anh nắm hết rồi, cho bộ anh xỉn anh bệnh ngủ không à. Nha, lần sau không được chị nha. À, khoái rồi, giờ chụp được bao nhiêu cô gái khoái rồi, hí hỉ hửng rồi. Đã không? Nhớ đồ đẹp đẹp nhớ gửi cho anh coi với nha. Chưa người yêu nha các bạn. Người yêu rồi. Mới có rồi quên, đã giới thiệu rồi. Vì chừng nào chia tay nữa thì đưa người yêu cũ cho anh nha. Làm gì đó nó gục luôn rồi. Cho bộ tình hình nó sao ổn không? Xong vô nhà vô tạm rồi, đi vô tạm rồi, trải nghiệm, trời ơi, ướt nhẹp hết trơn rồi, thiệt vậy con khỉ, quá rồi, ướt nhẹp luôn. Vô tàu ngồi đi, vô tàu ngồi, biển động, biển động, động nhẹ nhẹ, ướt không? Ướt ướt. Em vô trong đây mấy cái đồ điện tử vô trong đi, đóng qua đóng lại. Ở trong này thì yên ổn hơn nha các bạn, có đóng kính cửa. Em say không? Không chứ anh thấy anh nào say lắm. Đóng cửa hết luôn rồi. Xin báo cho mọi người một cái tin vui. Tin vui đó là chúng ta ngồi hôm nay được khô gáo chứ mà sao nước nhẹp hết chứ. Vô rồi, vô rồi. Mà sao nước không còn một thằng nào khô luôn. Cảm giác thật là do mốt. Quá đã anh ơi. Dạ. Mấy cảm giác này đối với anh là rất là bình thường phải không? Dạ. Nữa đi anh. Gì? Nữa hả? Nữa đi anh. Nó kiếm nữa kìa anh. Tụi mình phải bo cho bác tài thêm mới có cảm giác này nha các bạn. Anh lấy tàu ơi, ở đây ta đánh giá 5 sao hết trơn rồi đó nha anh. Anh làm sao coi được đó anh làm. Đảo à. Dạ. Anh Hồ ơi, khi mà nó say sóng như mình nhớ động tác kia cái mình tỉnh lên không? Cái gì đó? Anh trời ơi, mất hồn quá rồi. Mất hồn dữ vậy hả? Mất hồn quá rồi. Trời ơi trời. Anh dắt cái tour nè, anh vui cho sao buồn trên đầu. Anh Hồ không cảm xúc luôn rồi. Hay là mình mở cửa ra cho vui. Mở cửa đi anh. Anh sợ ướt kìa, chứ tụi mình đâu có sợ. Dạ mấy em đầu ướt á. Trời dễ vậy, tụi em đang thèm chơi với vui. Nóng lắm rồi. Không, em mở ra. Thôi mở cửa sổ đi, đừng mở cái này. Mở cửa sổ thôi đủ ướt rồi. Mở cửa sổ đủ nhẹ luôn. Thôi khỏi rồi. Gán đi tới rồi. Gán tới không anh? Trên đây có cửa. Anh mở cửa đúng rồi đó. Thôi vô. Vô. Mở cửa cho tắt đường máy tài. Hay anh ơi suy nghĩ là anh mở máy lạnh. Anh tiết kiệm chứ cái máy lạnh gì. Mở đây là máy lạnh. Mở cái cửa trên nóc này được máy tài. Được. Sâu lên. Ồ hay quá. Bên à, đây 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 nè, dặn lại. Dạ. Rồi xong buông tay. Ok. Ok, con dê. Siết lại. Quá hay. Mát rồi, mát rồi. Vì mình chơi cảm giác hơi nhẹ nhẹ gì được rồi ha. Rồi xong rồi. Rồi. Hay là anh muốn em lột mui ra giống như xe mui chằn. Lột luôn đi anh, lột luôn đi. Lột mui chằn luôn ha. Không sao đâu anh, tụi em đang chơi trò chơi không có gì hết anh.
anh Hồ à. Trong khi mọi người đang vui sao anh cái mặt cứ như bí xì vậy anh Hồ? Anh Hồ đang đeo kính để che đậy rồi. Anh Hồ có thể tháo kính ra được không? Em dặn anh rồi, cho anh Hồ nghỉ ngơi đi. Đừng có phá gói mấy gói tờ giờ anh Hồ. Bạn mình sao rồi? Ờ ổng ha. Ủa bạn có chung tim không? Có hả? Trời nãy giờ thấy đâu lạ không dám nói chuyện. Chung tim nghe. Ô đúng rồi. Ô. Ôi thiên nhiên. Ủa tới chưa ta? Tới thiệt hả? Ồ anh Hồ chưa đã đi vòng nữa đi anh. Anh Hồ ơi, tới rồi anh Hồ ơi. Về anh Hồ ơi. Hồ đang xếp hòm đây này. Tại tới bà mới nhập hàng lại. Tại thiệt, tại thiệt. Kêu không nghe đâu. Ờ, không nghe đâu. Rồi, tới rồi. Đẹp quá. Đây là hòn đầm nước. Một trong ba hòn đầm. Ba hòn đầm đó là hòn đầm nước, hòn đầm giếng, hòn đầm dương. Phía sau còn đủ người không nha? Rồi sao thấy người bơi bơi vô đi. Đang đu dây sao? Bay đâu? Ồ, này tàu hai thăng luôn. Cao tốc hai thăng các bạn, hai bên có hai cái thăng giống như hai cái chân chúng ta đứng vậy đó. Nó cái mẫu tàu này nó đỡ lắc lư đó. Ủa sao trong phim nói là ra đây có bikini đứng đón đòn rồi nữa không thấy anh? Mạo quá về hết rồi, về với chồng hết rồi. Mốt anh cho Vũ Công đứng hai hàng rồi đón tụi em nghe. Rồi gặp bến thôi. Rồi một lần nữa cảm ơn anh lấy tàu. Nhà ta ơi. Sáng rồi. Trời ơi mặt mày xanh lè má ơi. Hùng nó ngủ hôn cho nó tỉnh coi. No, mỹ nữ hôn chứ sao. Đi ra thăm mấy thằng ngoài sau ơi. Mấy thằng ngoài sau sao nó ổn không biết nữa. Ngoài sau còn đủ người không? Đủ em. Vui vui là chính, vui là một cầu tay không. Gần bờ môi kết xin nha. Trời ơi ướt cổ chân vậy đó hả? Ướt trơn rồi đây. Ôi quá dữ, chịu chơi thôi, chịu chơi nhất, quá hay luôn. Sao em theo tụi nó làm chi vậy? Ví dụ. Em nghe nói là ngoài sao là không xây sạch. Không xây thiệt, ở trước nó nện dữ lắm, ở sau ít nện, nói thiệt. Nó ướt thôi, chứ ngoài sao nó nện mệt chết luôn. Chứ sao về ngồi đây nữa nghe. Không, chứ sao cho không gặp em ngồi đây nữa. Rồi ướt đổ trơn, chết mồ rồi, quần áo cặp tôi. Biết còn gì bận không nữa. À, phép lịch sự người bo 50.000 cho lấy tàu nha. 50 thôi. Ai vui vui có 100 đưa 100. Hỏi lấy tàu á. Cảm ơn. Em cảm ơn không à. Rồi có em cảm ơn là sống được rồi, không cần ăn. Rồi bước lên. Rồi mình sẽ đặt bước chân đầu tiên lên hòn đầm nước. Ủa anh Hồ, anh về hả? Dạ, nói xấu em gì? Trời, nãy giờ không nghe chứ hả? Không có nói gì luôn à. Ờ gì hả? Em nghe nói xấu anh quá. Ủa, trời. Ủa có đâu, nãy giờ nói anh đi làm nhiệm vụ, anh thả hồn bay đâu đó. Đây, ở đây là ba hòn đầm nước. Dạ. Tối nay mình sẽ trải nghiệm hết tất cả các cái thú vui ở trên cái hòn này nha các anh chị và các bạn. Mà hồi nãy anh chủ đò anh nói là cái thú vui mà bikini lắc nhảy đó, mấy bạn đó về đắt liền hết rồi. Không, tối nay mình sẽ tự tạo những cái thú vui đó. Gì hả? Không cần phải những cái người đó, ở đây mình có hết. Đây, điển hình như bạn này. Tối nay mặc bikini thứ gì chịu nổi. Chắc tối nay em ngủ luôn quá anh. Em không ra coi nổi đâu. Tối nay em làm vũ nữ bikini. Sao anh? Ông hổ bắt em làm vậy đó. Em có chuẩn bị rồi. Gì hả? Tối nay em bình nhảy. Ớn cái gì? Ừ, ướt nhẹp cà nhem. Trời ơi. Nói sao kìa, trời xuống tàu không say mà lên bờ, đứng bờ nó say. Hình như đảo lắc hay gì á. Đảo nó nhịp. Một xíu nữa là... Ủa hết trơn các bạn. À, đòn các bạn là lên đây chơi xong chứ bị gì á ha. Ồ, sao thú vị không, vui không? Có gì biết mặt ở trên đây vui vui chỉ mình coi, tối nay mình chơi coi. Văn lứ anh ơi, anh văn lứ ở đây cá nhiều lắm, dính cá lóc cá gô rồi nhiều lắm. Ghê vậy? Đúng rồi. Trời, anh cá lóc cá gô. Đúng rồi. Ồ. Mày lớn đã có mua rồi. Vụ.
Bình cá nhiều lắm luôn á. Vậy hả? Dạ. Đâu, đâu. Chục ký á. Trời trời, vậy hả? Dạ. Cá chả luôn á. Quan trọng là cá lóc cá gô có luôn hả? Có luôn anh ơi. Cảm ơn, cảm ơn. Có luôn. À, đẹp quá. Lễ tăng nè các bạn. Ho Đa Du là gì Đạt? Suy nghĩ đi. Ho Đa Du là gì? Là hòn đầm nước viết tắt Ho Đa Du. Bây giờ tập trung vô lễ tăng nặng nhận phòng các bạn. Có giá không kìa? 700.000 hai khách. Đối khách về trong ngày là sao ta? Ra xong rồi. À, buổi thu 7.000. Thì do hòn đầm nước này được bên công ty nè khai thác du lịch nên các bạn đến đây tham quan á thì sẽ mua dưới vé 30.000 đồng một người. Trẻ em thì miễn phí. Phải không cô ha? Dạ. Yeah. Ủa? Em dưới 1 mét nó miễn phí. Vậy hả? Dưới 1 mét luôn hả? Dạ. Yeah. Ủa cô ơi, ngoài hòn đầm nước này nè, hai hòn đầm kia có dịch vụ du lịch lưu trú như vậy không? Không ha, chỉ duy nhất ở đây thôi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Còn nếu mà muốn tham quan mà không tốn tiền thì qua hai hòn đầm kia ha. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Ở bển nó không có đầu tư con. Dạ. Dạ. Ủa vậy cô là chúa đảo của hai hòn đầm nước hả? Yeah. Tại cô đầu tư thì cô phải lấy cái phí đó để. Đúng rồi, đúng rồi. Mà nhận chuyển hàng qua đây. À. Dạ. Yeah. Đã quá, con cảm ơn cô. Số điện thoại liên hệ là cô Tiên 096 770 7227, cô Phương 094 139 6792. Rồi các bạn lưu lại, nếu có muốn ra đây du lịch hãy liên hệ ha các bạn ha, liên hệ trước dễ xử lý hơn, dễ sắp xếp hơn. Anh Quy ơi, bỏ cái chuyến đi mình có dịch vụ săn bắt rồi đó, cái team bên kia hỏi mình có mua lại cái lưới đánh cá không, bán rẻ nó xuất qua đường đỏ. Bán lưới đánh cá rồi sức luôn, quá đơn cho anh luôn. Có bên này, bên mình thì team mình có đem súng bắn gà nữa. Gì hả? Có. Ở đây săn gà luôn hả? Có gà gừng. Săn gà biển chứ, gà dưới biển á. À, có gừng luôn. Gì hả? Ủa có gừng luôn hả? Ghê vậy hả? Bởi vì hả là cái ở đây là nó thuận hòa lắm. Gì có biển có rừng. Ghê quá. Thiếu gái thôi phải không? Gà đi bộ. Gà đi bộ. Mày móng không có đỏ nha. Không có tím mình làm này. Bởi vì bên Phú Quốc có mấy cái đó không? Không. Khó lắm ha. Khó lắm. Khó lắm. Có ghệ chưa? Người ta hỏi quá trời luôn. Tôi toàn nè. Gì hả? Ban tổ chức sắp xếp anh với em một phòng rồi tính sao? Má em la hả? Đâu, hàng hàng nè, hàng hàng có nguyên đây nha nè. Mất dành nhân tính rồi. Thì hồi sáng á thì anh với Nguyên có nói chuyện với nhau. Thì Nguyên đó là Nguyên có một có nằm ở. Dạ. Ê, vui gì vui gì? Trời, trời, chết, chết. Lên. Nguyên đó nằm mơ, thấy tối nay ngủ với ba người đàn ông. Oh. Em không biết xử lý sao luôn. Chết mồ rớt bi luôn. Giỡn vui chút cho các bạn. Ơi, nghe. Lại liền. Thằng quỷ ý này không lại nhận phòng đi. Hải tính tiền. Đây. Quỷ này tính tiền ngay 4 ngàn cước cho anh. Dạ, dạ, dạ. Nhớ trả ngước nha, anh còn đặt phòng với nhỏ kia nữa. Thì các bạn lưu ý, tại đây sẽ có một cái nội quy nhất định, đó là các bạn không được mang đá và san hô về đất liền. Nghiêu sò nhum mò từ hòn chỉ được ăn tại hòn, không được mang về đất liền luôn. Phụ thu hải sản, thịt cá, bia mà khách mang theo lên hòn, giá phụ thu thì không công bố. Còn cái phần ở đây là quy định về sử dụng chòi nghỉ mát. Nếu mà cái chòi đó các bạn không đặt ăn á thì sẽ phụ thu theo mức giá này. 7 đến 15 khách là 500 ngàn một chòi, 16 đến 25 là 800 ngàn, còn trên 25 là 1,2 triệu. Mời các bạn vô review khách sạn. Toilet đây hả? Toilet luôn ha. Ừ, okay. Mới nhận phòng F9. Rồi như vậy là đoàn nhà mình sẽ vô nhận phòng và đoàn của các bạn mình sẽ chia tay với ba hoàng đầm. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào. Dạ. Có cái lưới có nặng quá, bỏ lại về đi nghe. Cảm ơn. Dụ dỗ mình ha. Bye bye con. Nhớ nghe, sau này lớn lên dắt bạn gái ra đây nghe. Chào bạn nhỏ này cái nữa nè, cho quê nè. Con ơi. Chào chú kìa. Chú chào con nghe. Dạ, về vui vẻ. Bye bye.
hòn, đầm, được. Đẹp quá các bạn. Đây là một khu du lịch nghỉ dưỡng luôn. Đây là những cái chòi như vậy nè, hồi nãy mình nói đó. Nếu các bạn vô đây mà không có kêu ăn á, thì phải phụ thu. Là người ta cho bạn mượn bàn ghế rồi chén dĩa rồi đó. Rồi có che nắng cho đồ các bạn ngồi chơi nữa. Đây là đường ra bãi tắm. Các chú đang xây thêm phòng. Mọi thứ đều phải vận chuyển từ đất liền ra rất cực khổ các bạn. Đây là dãy phòng ếch. Đã quá luôn. Ở giữa biển luôn. Hả? Tại vì đây có nhiều cái nước nè, anh thấy mấy đâu đảo đâu có nước đâu. À. Đây các bạn ơi, bên tay phải mình nè nghe, để mình zoom lên nè. Thì cái cây xanh xanh kia người ta gọi là cây đước. Cây này dưới quê mình bao la bát ngát luôn. Cây đước với cây mắm là đặc sản của gừng gặp mặn. Ở đây là có cây đước nên người ta gọi là hòn đầm đước. Anh quên em cần câu hả? Anh có mua lưới không? Bên kia bán lưới kìa. Nó bán xuất qua đường đỏ cho mình luôn kìa. Lưới là second hand đúng không? Nó là... Wow. Wow, đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Có gái không? Có. Hai đứa. Đâu đâu đâu. Wow. Trời ơi đẹp. Tới khúc này dắt hai đứa vô nghe. Ủa mày lạnh đâu? Không lạnh. Mấy điều quà. Không có lạnh. Ôi đã. Mà không có máy lạnh nha các bạn. Có quạt không à? Ê, trời ơi mạnh quá vậy. Ôi đã. Cái này phóng xuống tắm mà leo lên luôn à. Phải làm cầu thang phóng xuống luôn được rồi. Vô chưa anh, vô chưa? Vô anh. Anh Hổ. Ủa, anh đây. Trời ơi. Trời ơi. Anh đây lâu chưa? Bước chân phương Nam. Trời ơi. Trời cảm ơn, sao anh biết nhận em phải vậy? Anh nổi tiếng gần gỗ gỗ ở đây mà. Trên mạng mà ai mà không biết anh. Trời sao ơi, anh đi đâu đây? Dạ, em đi theo cái đoàn Oppo á. Vậy hả? Dạ. Mà em có thắc mắc là sao mà đoàn của em ở cái kia không ở mấy cái đẹp đẹp gì nè anh? Đâu, chỗ anh ở chỗ nào? Em ở bên cái view biển bên kia á. Ở view biển mà. Cái khu này hiện tại giá rẻ hơn bên kia rất là nhiều nha. Vậy hả? Bên kia là cái khu đặc biệt, cái khu mới. Vậy hả? Cho anh em ưu tiên ở bên cái khu đó. Dạ. Khu đó rất là mát. Mà... Vì bên đây á, là tới 6 giờ nó mới mở điện. À. Cái khu bên này nè, tất cả khu bên đây là 6 giờ mở điện. Ngồi. Dù như các bạn có đi thì lưu ý ha. Ừ. Ở đây là khu này 6 giờ mở điện và 6 giờ tắt điện. Còn khu bên kia là 24/24. Ngộ vậy ta? À, tại vì cái giá cả tiền nào của nấy là vậy đó các bạn. Dạ. Ổ điện đây là điện... Điện này không chưa có điện lưới quốc gia, chưa kéo ở đây. Hiện tại là xài năng lượng mặt trời và điện máy. Trời, vậy sao? Chạy máy ở đây. Ờ, bên đây có máy lạnh nữa nè. Đúng rồi, máy lạnh này cũng 6 giờ mới mở. Đúng rồi. Và 6 giờ là phải tắt. Ồ, lo lắng cho anh em. Bởi vậy, cảm ơn anh Hồ nha. Cảm ơn anh Hồ. Chào Phương Nam nha, tạm anh nha. Hẹn gặp lại anh trong những hồn tiếp theo nha. Dạ. Ủa, trong đó có gì nữa không anh? Có gái gú gì không? Không anh ơi, ở đây trời đó giờ anh nhìn cái áo ngơ tính đâu đi kiếm cái gì ở nhà đi kiếm cái toilet. À, ở đây có bức họa, đây bức họa đầy đủ về ba hòn đầm, thì bao gồm có hòn đầm nước, hòn đầm giếng và hòn đầm dương. Ba hòn đầm này liên kết lại với nhau tạo thành một cái đầm ngay giữa như vậy đó, nên người ta gọi là ba hòn đầm. Và một cái đặc biệt nữa thì có một con đường đá sỏi á, khi thủy triều rút mình có thể đi bộ để thông qua nhau. Mình sẽ hy vọng có thời gian thủy triều rút mình sẽ trải nghiệm một lần mới được con đường trên biển. Nhanh lên, người ta ăn hết rồi. Ăn hết trơn rồi. Bởi vậy dặn quá luôn, mai mốt đừng có kêu nữa. Tức quá, nhảy biển luôn hả? Ăn chưa anh, ăn chưa? Chưa, anh mới ra tới đây anh. Rồi, mày mới ra tới đây mắt mày đỏ lộm như vậy? Em vô tắm á chứ. Vậy hả? Tắm nước nóng quá vậy, chín hay gì? Đâu có đâu. Ở bên Phú Quốc có đảo không? Phải chơi chưa đảo sao bữa nay qua đây chơi đảo nữa? Ở mỗi nơi mỗi khác anh ơi. Vậy hả? Ừ. Đây là bạn Tính đến từ Phú Quốc nghe. Hello. Ship lớn, ship lớn. Bạn này là đại diện những chàng ship lớn nha. Đồ. Mới nướng ngồi nóng ăn liền, ăn liền. Xoài gì vậy? Xoài gì vậy đấy? Ốc bắp chuối đó. Ốc bắp chuối. Ăn được hết trơn luôn, tại nó sạch lắm. Ăn cái bắp chuối luôn hả? Hết hồn, thửng ơi thửng. Tức là mình ăn cái phần kia thôi, bỏ bắp chuối thôi. Rồi, quốc tim anh em ơi. Ôi. Mới vừa ra có cảnh đẹp để quay luôn. Đớp đi. Vô. Anh ấy ăn hết luôn, liếm luôn nha, ăn xong rồi liếm bắp chuối nha. Nhai luôn. Nhai nuốt trọng luôn. Ôi ôi ngon quá. Quá dữ rồi. Quá dữ rồi.
đâu 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 nó mập dữ vậy ta, chị nghĩ kỹ trước khi ăn nha anh. Ăn rồi thèm rồi mốt ra đây hoài luôn nha anh, có bùa đó. Liếm 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 cái đó mới được, liếm mới đúng bài. Thằng kia nó dặn gì mà. Rồi, bỏ qua. Vô anh. Lẹ anh ơi, em thèm dữ anh. Anh cào lâu quá vậy, nhanh nhanh đi cho em chịu hết nổi rồi. Trời ơi. Ôi, sột sột luôn. Tốt phê. Bên kia người ta ăn ốc bắp chuối rồi, bên đây ăn cái gì? Vô anh ơi, vô luôn anh ơi. Ồ, lẩu cá bớp hả? Mực mới câu lên. Mực mới câu. Đây, cá bớp không anh em? Dạ. Bớp hồi đuối. Thèm quá rồi, bây giờ phải dùng ngay con ốc bắp chuối này các bạn. Trời ơi, nó thèm, nó đã. Đớp đi anh. Khoan, để coi bắt trước thằng này chét lên mới được. Chúng ta sẽ dùng nước chấm chiên dụng này chét lên. Húp nha. Từng miếng lên. Anh nhặt cái đó xuống nè. Nóng. Ngon quá. Xin thêm một miếng nữa đi. Ngon quá Thuận ơi, đừng có dọn ốc qua bên bàn kia, Thuận mấy anh bảo nó không có ăn đâu. Cái mực của mình chưa có chín. Mình qua mình thăm nhà bạn Ý. Thôi anh ơi, bữa nay không có tiếp khách rồi nè. Mình ngán tiếp khách. Anh nhẫn tâm gì hết anh Hồ. Mấy bạn nữ của nhà mình đã có mặt rồi nè nghe. Ồ. Ăn cho ngon, ngủ cho kỹ nghe. Về đứa nào đứa nấy lên một ký á. Kiếm anh Hồ mà ký vô cái đầu nghe. Ủa sao bên... Ê, bên đây, bên kia, bạn kia nó trước chưa có ăn vậy cô. Ốc bắp chuối á. Ê mấy nữ, ủa có rồi kìa. Trời ơi, bào ngon á, ăn trước đi nó nóng. Ngon lắm nghe, Đạt ơi là Đạt. Ăn trước đi nó nóng. Anh Hồ đuổi tôi hả, tôi vô ngồi ghế của anh Hồ luôn á. Cự cự ngồi luôn cái chức của ảnh luôn. Tình nghĩa ta ăn hai cục mực rồi ta về. Khó là xử lý luôn đó. Đây chấm. Rồi. Mình giao lưu thân ý. Hai 20.000. 20.000 hai con. Ngồi tôi khai ông ăn cò bao nhiêu phần trăm ở trên đây cho ông biết nha. Ông khôn hồn thì ông im thôi. Wow, tim mình làm dữ rồi. Bên kia ta chín rồi đó nghe, nhanh lên. Quay mực anh ơi. Quay mực. Chín rồi đó tiếp. Ok. Mà giúp ngon miệng nha. Tội nghiệp tính quá. Nó ngồi cái bàn xếp nó phục vụ nó nịnh hót hết biết luôn. Em Minh Quang nè. Chắc sắp tới chức của anh Hồ với anh Quyền giao lại cho anh tính rồi đó. Coi sắp xếp lên chức nha. Quỳnh đó, chào anh Quý nha. Dạ, chào anh Quý đồng nghiệp. Quý Đồng Thái. Dạ, Quý Đồng Thái. Tối nay giờ súp tặng tối nay em tặng anh một súp nha. Ok anh. Anh nhớ tài giao lưu cho em một chéo một súp nha. Bài này là ưu tiên nha. Quá tuyệt vời. Lady and gentlemen. Yeah. Anh Hồ quá đảm đang luôn. Anh Hồ có người yêu chưa anh Hồ? Hai con nè. Hả? Có người yêu. Chưa có người yêu thì chưa có. Đó, thấy chưa? Mê em nào bên đó không? Nói thiệt anh nghe coi. Mê hết á. Đang quá trình mình có giao lưu rồi đó, mình có né nhau để mít lòng. Bây giờ nó mê hết luôn rồi, tao về bàn tao ăn luôn đi. Nè. Đôi đũa kim cương. Đôi đũa vàng. Đũa vàng. Có thánh bào không à? Bây giờ nói nhiều chứ anh Hưng không nói một câu luôn á. Anh Hưng là ăn tới núi ăn gian còn phải mòn nữa. Mấy chút củ lòng. Lên nữa rồi. Anh tính lại nấu thêm món mới cho tụi mình nữa rồi. Ta nấu cái này em chỉ làm thôi. Anh tính hay quá luôn. Mới mò. Anh mò trong tủ lạnh của bà chủ hòn đảo các bạn. Đừng la lớn.
Đi mới mò, mới mò nha. Rồi, xong rồi, xong rồi. Đúng rồi, mới mò kìa. Mới mò, mới mò. Quá, tôm thẻ bự luôn các bạn. Đây, đây, anh Hưng. Quá dữ luôn. Còn cái thông dùm anh đi. Em quay cái này lại nè. Mở nó ra, mở ra, mới mò được nè. Em quay cẩn cẩn luôn, không biết gì không anh Hồ? Đặng Hồ vô nói với bà chủ phụ thu. Tại có quy định đó, đem đồ ăn ngoài vô là phụ thu. Bớt 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 giùm em cái anh YouTuber đi hại người không vậy? Phụ thu của anh. Chắc hồi em về em thì bọt kênh anh quá. Đừng la lớn nha. Mấy đứa ăn xong rồi nuốt hết cái vỏ, đừng có thoát cái gì nha. Bà thấy là bà phụ thu đó. Nghe chưa? Bà phụ thu đó. Anh Huy ơi. Anh Huy lặng với anh Huy. Anh đi lặng nãy giờ anh Huy. Bạn dễ. Trời ơi. Bạn Đạt lúc nào cũng chăm sóc chu đáo bên đây cho người ta ơi. Ờ nãy giờ bên đây không ai. Không ai, không không nhìn tới ai luôn á. Mà qua đây không à. Để ai nói đi. Đi hết hả? À mai mốt đi chơi có con Đạt là anh không đi nha anh em. Tại gái nó giành hết rồi không còn ai coi. Qua đây mà một bàn nè anh. Gái này hả? Gái này hả? Để soi kỹ. Ê, soi kỹ vô đây luôn đi. Cá bóp chín rồi đó các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Ô con tôm rồi đã. Bên mình cũng chín luôn rồi. Đi đi anh. Thôi. Chín rồi. Ba vòng hết chín rồi, chín rồi. Về với tổ quốc rồi. Ảnh mà lạng thêm vòng nữa là không còn gì ăn luôn. Mà thấy còn vỏ tôm không? Cá bóp này con đó các bạn. Thịt nó giòn giòn như thịt gì đó. Cá luôn. Mình từng đi đến đảo Hòn Chuối nè, xem bà con nuôi cá bóp. Đặc biệt lắm các bạn. Con cá này nó sống ở nước mặn, nhưng mà các bạn hãy bồng nó lên bờ để tắm thành nước ngọt, không thôi nó bị mù mắt. Một tuần hoặc là 10 ngày đó thì bồng nó lên bờ một lần, rồi nhúng với nước ngọt, nước đá, xong rồi thả ngược xuống dưới biển thì nó mới không bị mù mắt. Vì có cái tên gọi là tắm cá bóp đó. Ôi khói nhang, ý lộn khói hương. Lộn khói lên nghi ngút, có nhang không? Có nhang nó lộn mà. Cho tôi nói lại cái lời tôi nói lộn. Ờ cho tôi nói lại cái lời tôi nói hay quá ta. Hôm qua nói là đang xem cái kênh của anh Hường á này. Gì hả? Mới mà hợp với Google tôi biết hôm qua. Gì hả? Xem cái kênh anh Hường này. Coi đề xuất nó lên nha chứ kênh đăng có không được 1000 view nữa. Nó quay xem xét bạn xó anh ơi. Xó luôn hả? Mày mời chị đi xe khác về luôn. Em rút lại cái lời gì đó. Ừ đúng rồi. Xong rồi, xong rồi. Suy nghĩ kỹ đi. Rút lại luôn rồi. Chờ chờ mau sao quá. Ừ. Sao quá. Vậy nó lộn ăn đi rồi chúng ta ăn lại mày. Sao mà ngồi kế tiếp ông nào cũng ga lăng chứ ta. Cái ông Hưng là chuyên môn ăn nhậu bê tha, bây giờ đứng lên gấp từng người. Trời ơi trời. Thiệt tình. Cái này ngày xưa. Ngày xưa. Ngày xưa hả? Cái ngày đi bê ngày xưa. Ừ. Trong phương Nam không biết ăn giống cái gì nữa. Nè. Nặng con tôm nè. Ồ. Nguyên mì. Nguyên mắm mì. Ồ. Rồi là phim anh là đứng hạng 2 trong dung lượng nha. Dăm cái, dăm cái. Cái này liếm trước hả ăn nha. Ôi ngon lành, ngon lành. Nhiễu nè nha, đâu nhiễu quýnh quần áo nè nha. Mà dính cái nó quýnh luôn nè. Sao vợ sao lấy ra được nè. Ăn đi chứ nó bị hết mà. Ba. Rồi. Nhìn mấy con tôm anh không ho luôn ha. Hỏi ho nữa sao anh. Hỏi kênh anh ăn gì lên giao lưu nè. Ngon quá các bạn gái ơi. Trời ơi. Má ơi. Thật không thể tin được, các bạn con gái không còn một cái gì ăn luôn. Trời trời ơi. Qua bảnh coi kìa. Xếp, xếp đũa ngồi nhìn nó cho luôn. Khủng khiếp không? Oh. Anh hỏi giùm em là đồ ăn được không? Anh hỏi giùm em là đồ ăn. Mấy món này khó ăn lắm mấy đứa. Không có gì. Ông ta đi ngoài em coi kìa, không còn cái gì luôn, xếp đũa ngồi đợi luôn. Ghê thiệt. Đã làm gì đâu, đã làm gì đâu. Cho gao hết vô luôn đi. Đảo à, cái tô anh ngon quá à, mấy em đi tô anh nữa nha anh Hồ. Ăn anh Hồ, anh Huy, hôm bữa. Hả, anh Hồ anh Huy chung mà. Hôm bữa, bữa ăn gỡ nè, bà mình chia tay phải không, bữa ăn gỡ mình chia tay phải không. Bữa cái tour gọi là gỡ sao đâu là em góp ý, em tính quỷ luôn á. Cái vụ mà gọi em méo hang á hả? Ờ đúng rồi, em tính đón tàu về luôn á, anh cho ăn cái gỡ gì mà khó ăn hết biết.
Đây, xin chào tất cả mọi người nha. Đây là một cái dĩa gỏi. Dĩa. Một cái thau, gỏi. Mà anh để chỗ đó nó mắc vệ sinh quá à. Anh khép lại. Vậy nói đặc biệt. Để đi biết làm thật đi, làm đi. Tiếp đi. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải lặt những cái hạt gạo này nè. Đó, nó nhỏ ra. Đâu gì? Sau đó thì đây là sầu đâu. Ừ. Đây là một cái kỷ niệm thật là khó quên của cái anh bên kia. Nên đi đâu anh cũng phải ăn cái thứ này. Chịu gửi, chịu gửi. Nhiên liệu thì bao gồm lá sầu đâu là nguyên liệu chính 70%, 20% còn lại là xài, 1% còn lại là khô. Bên đây là gọi là gỏi máu heo, là gỏi máu heo. Anh có giả tay không? Lấy cái chài đập đập vô không? Anh cứ làm theo ánh đồ. Anh lấy chài anh giả. Ồ, đổ nước nữa. Ồ. Xong mình thử một ít thôi. Lấy một ít. Ê, ăn rồi hả? Ăn rồi hả? Ăn rồi, ăn rồi. Không ổn hả? Thử lại đi, thử lại đi. Mà nó chưa được. Hồi nãy anh có bao tài anh bóp. Ồ, chưa được nữa. Nó chưa được ngồi hết luôn. Chưa được ngoài với anh, em thử coi. Đúng rồi, cái gọi máu heo mà quá ngon. Nó chưa được luôn không? Ừ, Long làm gì đâu mà anh nói vậy, anh khát khao ăn sầu đâu. Xong mà trộn xong anh không dám ăn luôn. Mặt chết mà. Đâu mặn đâu. Ổng chế thêm cái món gì nữa rồi. Trời ơi, ta đem ngon cái thằng như quậy sao ra mấy ngày luôn. Đằng kia em thấy bán cà chua á, anh đưa 500 cho mua. Có, mà bánh tạo thì thôi 300 thôi. Trả giá. Trả giá nữa. Giá đục vô. Thằng quỷ nè, nó đang ngon mà ha. Đâu anh ăn thử lại mới đã nè. Ủa mà nghe nói cái lá này đắng lắm hả? Đắng, thử lại chưa ăn hả? Chưa ăn, chưa ăn. Có, anh mới đầu anh nghe nó đắng. Anh nghe hoài đi, nó đắng đắng. Có gấp cho rồi mà. Từ hồi đắng thêm hả? Không có, anh ăn đi. Anh thử mấy ơi, anh ăn đi. Ồ, ôi, hồ này nó đáng như con mực kìa. Quá, đáng ngon quỷ. Thêm thêm bảy là được rồi. Nhìn nó ngon nè. Tao cho anh một lá sầu đâu vậy. Ê, ở thôi một lá ăn thử thôi. Ủa, này, có gấp cho rồi mà. Không biết ăn nó non á. Anh đừng nhả nha, nhai hoài đi. Anh nuốt vô cái bụng luôn. Ờ, đắng cái gì? Nuốt vô cái bụng lên nó mới hết. Không, ban đầu nó hơi đắng. Ông nhai hồi nó đắng dữ thêm nữa. Chủ yếu là cái mùi đắng của nó mà. Đắng gì mà ngon hả? Dạ, ngon. Bây giờ bỏ thêm một tí ớt nữa cho nó ra vị cay luôn, đắng cay luôn. Quá ngon luôn. Coi nhóm mình coi bớt tiền anh không ăn cái thau đó nha. Thau này tiền có lông mà. Bớt tiền hùng luôn nha. Thau thau này chợ. Trời ơi. Mày móc trộn cho mấy bạn nữ ăn nha. Ăn mới còn chứ ăn mấy món này hết trơn. Bữa nay cho mọi người thưởng thức cái lẩu méo hang. Lẩu anh vừa lại sao em để xuống vậy? Em bình tĩnh cái dùng tiếp đầu kia anh quay nóng, kỹ nóng. Ăn hình con ghệ này nè. Con ghệ xanh mà bút anh nó gờn hồi thành làm đỏ luôn à. Nó lột cái muôn con ghệ ra. Không dám nói gì vậy. Rồi tiếp tục đây đừng ngại mà bất cỡ gì vô đi. Mời mọi người á. Vô. Ngốn. Nó bàn kế hoạch gì nó hại anh em nữa kìa. Hai đứa này phải tách ra âm mưu dữ lắm. Nói ship ăn ngon thì chi thêm. Nước ngọt không? Không, em bữa nay bị ho. Em bị ho anh. Tôm ho. Trời ơi, thuốc chị ho. Bạn ý đang làm viên thuốc chị ho cho em nè. Nãy hết con rồi. Ủa, hồi nãy anh Quy đưa mà. Anh nghĩ đi, anh ai lọt. Gì hả? Trời ơi, vậy em cảm ơn Quy nãy giờ rồi. Em phải rút lại cảm ơn ý. Mình sẽ qua đây quay cái cảnh ăn uống bối rối của các cô bạn gái nữ. Mấy bạn nữ ăn thật là chậm rãi, hẹn hùng. Hẹn hùng. Có mình bên ekip quay phim đó. Hẹn hùng lắm luôn. Trời ơi, con gái người ta mà anh đưa con bé lớn vô ai dám ăn. Thấy không? Lột con tôm mà người ta nhăn nhó được cực khổ. Ngại quá. Đó, ngại quá. Móc tới ruột người ta găng luôn. Rồi văng đi luôn rồi. Bye bye. Nhớ cái giống anh mày quảng cáo cho Hitman quá vậy. Lúc trước anh quảng cáo Hitman phải không? Đúng rồi, trời ơi. Chính em. Đúng rồi, cái trong cái đoạn phim quay mà quay hậu kỳ á, thấy cái thằng mà cầm ánh sáng hay sao tạc tạc á. Bởi vì em nhìn ra anh liền luôn á. Anh kênh gì anh kì bọt liền luôn chứ không để chiều đâu. Sau khi ăn uống no say, đoàn nhà mình sẽ nghỉ ngơi một ít phút để chuẩn bị tinh thần. Chụp
Lào xuống biển. Có hai cách. Sóng gió quá mà tắm sao bây giờ? Tắm luôn anh. Em sợ quá. Tắm đi anh. Bên Phú Quốc anh có tắm không? Có, đi tắm hoài. Bên gái dữ lắm không? Em không biết, em chỉ chơi với đực không à. Ghê. Thiệt hả má? Đi chơi đực không à. Rồi luôn rồi. Cộng đồng luôn rồi. Cộng đồng luôn rồi. Đó, anh ấy lại săn ảnh. Còn bạn này thì lắc nhẹ nhẹ thôi. Lắc mạnh quá nó bứng gốc hai cái cây tội nghiệp. Phải đáng chú ý nhất là cái cảnh này nè các bạn. Đó trời ơi đúng rồi. Người đẹp thấy ở như vậy mới là đúng nè. Bạn ở trên cái lồng này bao nhiêu năm rồi? Lồng này em xây cũng chục năm rồi. Chục năm rồi ha. Ngày ngày ngồi đây đang đợi Bạch Mã Hoàng Tử lên rước phải không? Dạ đúng rồi. Ngày đang từng cộng một không luôn. Vậy đó hả? Trời ơi trời. Đẹp hết các bạn. Tại đây cũng chuẩn bị những cái tiểu cảnh chiêu chiêu nhỏ nhỏ cho các bạn đến đây lưu lại kỷ niệm. Thì trong khi bàn số 1 đã được ra nghỉ ngơi sạch sẽ rồi, bàn số 2 cũng đã dừng đũa ngồi nói chuyện rồi, còn cái bàn số 3 này thật không thể tin được. Thật không thể tin được. Trời ơi là trời. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Không ai hết đâu. Mới xuống không? Nãy giờ ngủ mới thức không? Nói lắm luôn. Mới lắm luôn. Trời ơi. Nè, bên em còn nóng này. Thật là khủng khiếp. Ăn đi mọi người. Rồi rồi còn món chưa ăn nữa nè. Món mực chưa ăn nữa. Rất ngon. Quá dữ rồi. Ủa sao mình chưa ăn mực nữa hả? Cái tội kêu kêu thêm á rồi bỏ mứa mình phạt nhiều anh. Hả? Bỏ mứa xiền luôn. Bỏ mứa cái dĩa mực đó đó. Ăn hết rồi thưởng nha. Kìa đem đúng rồi nấu rồi kìa. Đó nói anh bỏ mứa anh đem nấu liền luôn rồi đó. Tại có nên phạt mọi người là gì bọt trên 100g cái. Đây là dĩa mực thứ 2 nha mọi người. Em có tới 10 cái nick YouTube rồi. Wow. Rồi, chúc cả nhà ngon miệng đi. Là bước chân Phương Nam là nói xấu mà nói chứ không đó. Anh chưa báo chi phí sao để mình giới thiệu với mọi người nữa nè. Người ta là công khai trên online mà. Mọi người lên trang online là thấy được chi phí hết. Mà ví dụ ở đây mắc chứ không ta? Ví dụ chi phí đầu người ngày đêm chơi vậy đó cỡ nhiêu ta? Ở đây phòng 1.400.000, phòng rẻ nhất là 700. Ừ, là hai người á. Phòng cao nhất là 1.400.000. Ừ. Rồi ăn uống này rồi tàu có tính tiền thêm món á, tiền món. Mà tàu có tính tiền thêm không? Là 300 thứ hồi á. Ừ, còn hiểu. Phòng á thì tùy dãy. Hiểu ví dụ rồi. Như cái phòng ở trong đây là rẻ nè, phòng 700 là cái phòng dãy nãy mình view rừng á. Ờ. Ừ. Còn ở đây thì có 1.200.000, 1.400.000. Phòng mình là mắc nhất. Đù, cái dãy rồi phòng mình là mắc nhất. Vậy sao? Tuy là không có quạt, không có máy lạnh nhưng mà nó mấy nhưng mà nó hướng biển. Hướng biển. Và nó mát. Còn mà cái phòng mà có máy lạnh á là 6 giờ các bạn mới được sử dụng máy lạnh. Ừ. Và 6 giờ sáng là đã tắt rồi. Phòng mình là điện xài xuyên suốt luôn. Còn mấy phòng kia là 6 giờ tối tới 6 giờ sáng là mới có điện. Còn lại là không có điện. Điện là 6 giờ mới có. À 6 giờ mới có. Đúng rồi đó. Trời ơi. 6 giờ nó có điện nhưng mà 6 giờ mới bật máy lạnh. Chỉ mở điện thôi chứ máy điện được không vậy? Ờ gì hả? Anh phải nói cho rõ là em qua em làm hơi một giờ em quê nè. Sao? Là có đèn không có máy lạnh. Đúng rồi. Trời. Máy lạnh. Ok, mốt nói vậy nha. Rồi ban tổ chức xin cập nhật lại cho quý du khách nha. Mọi người ăn ghẹ đâu không đấy bên bếp kia bắt nè. Gì ăn nữa hả? Có ai ăn ghẹ nữa không? Em nghĩ. Còn đây dĩa ghẹ nữa nè. Còn còn nữa nè. Ăn đi, mình bắt qua đây nè, bắt qua đây nè. Dữ thiệt. Là mình chơi trò chơi chưa hay là đi tắm biển thôi? Tắm biển chơi chơi đó. Trò chơi tắm biển đó trong. Vậy hả? Tắm biển là có trò chơi quá đó. Sắp tới đây thì tụi mình sẽ chơi trò chơi kêu bằng team building đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị để quay tiếp tục tập 2 cho các bạn xem.